Cá này là cá xuất khẩu đấy phải không chú Đức nhỉ? Đúng là cá tra đấy. Phải không nhỉ? Đấy ạ. Cá da trơn đấy. Em ra em à. Sờ xem là nó có cho sờ không? Dạ. Ấy ui, đang sờ quay ra nó đớp. Cái này là bằng chú luôn đấy. Ừ. Chú anh. Thế sao? To, họ có luôn ạ. À, quả này, mọng. Mọng. Ủa. Hoặc. Ừ. Đem cái này tới gì? Wow. À. Rượu gà đó. Ngồi đây là lạc lâm cho chú. Thế à? Ừ. Lạc đó cực lắm cưng ơi. Cưng nhỉ. Đấy, một cân nó mới 30 triệu. Thế à? Anh hai đợt Tết này lên là yến sạch là 40 rồi đó. Nhạc chơi thất. Hello các bác nha. Hiện giờ thì Thắng đã có mặt tại Long An. À, xin lỗi, Tiền Giang. Giờ thôi gọi là Thắng được gia đình chú Đức đón tất Thắng và tất cả mọi người đến Tiền Giang này rồi. Đẹp quá. Dạ. Vâng. Đấy. Đây là sau một hồi vào thì lúc đầu xuống sân bay thì nóng, thời tiết nóng, nhưng bây giờ thì thời tiết nó mát mẻ rồi. Đấy, rất là tuyệt vời. Thắng đến đây từ lúc 11 giờ và chờ chú Đức đón ăn trên Sài Gòn, xong bắt đầu di chuyển vào. Đây vợ chồng chú Đức, đây chú Huỳnh Tiến Đức này, kia là cô Lan này và các bà con của cô chú. Thắng và em Hậu, cháu Linh. Ở đây đâu thấy bán giá số, giá số nhiều. Chỗ này làm hạ thành quán phải làm như này nó hay đấy. Ốp tre, ốp trúc. Đẹp ạ, trong này đẹp tuyệt vời. Mình chọn đồ ăn này, cá này, trong này chủ yếu là hải sản cá, đồ đạc nhiều, cua tôm ghẹ, đây gọi là làng chài, đấy, tôm đây. Đấy. Rất nhiều đồ ăn. Bạch tuộc đây. Bạch tuộc sọc hả? Bê. Bê to thật. Ở đây đông quá. Ăn con này hả chú? À thôi ăn này làm gì. Con này ăn rồi, con ăn rồi. Ăn con khác. Vợ con ăn rồi. Ăn hết rồi. Chưa? Ăn hết rồi. Không ăn con này nữa. Con này cái thôi. Cái này mới ngày cho ăn ba con này nè. Ăn rồi. Con này bọn con với cả bọn mình ăn hết rồi. Thậu ăn rồi. Con cua kia bọn con không ăn đâu. Ăn rồi. Nó không ngon mà nó đắt. Có ai có rồi cá bớp? Ừ. Cá bớp giờ không? Con cá bớp chưa? Dạ. Con cá bớp chưa? Cá bớp rồi, cũng ăn rồi, con đấy.
Vâng, cũng được. Vâng. Con này là Thắng vừa mới ăn xong nhá, Thắng không thích ăn con này. Đấy. Hai con này chú Đức bị gọi. Cái mực này bán sao cơ? Dạ. À, mực này cơ? Mực này là phải hỏi chủ quán. Em là người quay Canada này. Tôm. Cá bớp. Chú Đức chú đang đi chợ. Hả? Trừ con kia ra chú gọi con gì cũng được. Trừ hai cái con cua kia ra chú gọi con gì cũng được. Đây cá này. Cua trứng này. Tôm hùm ăn rồi. Hả? Cũng ăn rồi. Tôm có sòng sòng quá. Ừ. Đây con này to không? Bề bề to đấy. Ờ. Ngoài mình không có con to như này. Là bề bề có vật. Ừ. ăn con này. Không có bàn ngồi ấy. Cua hoàng đế. Chú Đức bảo lấy hai con đấy nhưng mà không lấy ăn. Bây giờ đấy nha. Bây giờ là phải cho chú bàn mười mấy người đó. Mười ba mười người đó. Rồi bây giờ mình đi gom đi mua thích gì bắt. Đây đây con này. Cháu nhìn thấy con bé tí này. Bên này con thích cái gì nha? Ngoài mình con nhỏ nè. Con coi bên đây giờ thích cái gì rồi qua bên kia nữa. Bên kia nữa à? Bắt hai con tôm đấy. Con nào? Không ăn con kia. Con không ăn con cua đấy. Rồi đi qua đây đi coi bên này nha. Con này là con tôm hùm. Anh cho cũng ăn rồi. À, ăn con này đi. Có làm tiết canh không? Cái nào con là cái tỏi ngon. Vậy lấy hai dĩa tiết. Không biết cái tiết. Không biết. Tiết thì làm nó ngon hơn, lấy tiết ra thì nó thế thì để tiết đi. Để tiết thì lấy tiết là nó ngon hơn. Vâng. Cứ làm nào cũng ngon là được. Mốt con nha. Mốt con làm cái nước dĩa luôn. Để ăn kia. Đây con đây con cái gì? Mang kia lại. Bốn con này. Ăn bề bề kia là được, cái con tôm tít kia kìa. Vâng. Mấy cá là được rồi. Mấy cá nữa là được rồi. Mình luộc suốt rồi. Đây con này nấu canh chua nữa được rồi. Lẩu tôm này thì bảo về nhà chú đầy rồi. Đây, ăn được gì nữa không ăn nữa. Dạ, cái này lẩu măng chua hay hai cô hai nấu thái lẩu thái lẩu măng chua lẩu thái này cá tầm à. Cái này có mốt không? Con này có cầm. Chú bố tầm hầm chứ. Bố tầm hầm. Hai nấu hầm chua. Hai nấu hầm. Ủa, thế em. Chưa rồi. Chưa rồi.
Dạ. Dạ đây ngon anh. Mà nhiều quá, nhiều cái thứ ăn quá. Cứ ăn hết cái kia đó. Thí dụ cái này thì người nửa con thôi. Cho biết ăn nửa con thôi. Bắt cho xuống để bao nhiêu người sớm rồi. Khóc con ghẹ đi. Dạ con. Dạ chắc nha. Dạ hấp ha. Dạ luộc ha. Luộc thấy không? Chụp ảnh cái. Anh chụp coi, anh chụp cho cần cho chụp đi. Đây nhìn thấy chưa? Đây, cho cao lên đi. Ok. Ôi giời. Bộ tráng thế. Vâng. Cứ tự nhiên đi con, cầm đũa đi. Khai hỏa đi hậu, mấy cả Linh, mấy cả đấy. Có gì không? Để lấy sức đi Trung Quốc. Chưa ăn bao giờ, ăn gửi gì. Cứ bóc lên ăn vậy thôi. Ôi con này có trứng ấy, béo ấy, béo ấy, béo, béo, béo. Các bạn, các cô, các chú, anh chị. Tự nhiên đi con, tự nhiên đi. Có trứng ấy, có trứng ấy. Ăn đi cưng. Ừ, con này ngon này, nhưng mà cái này đi. Tại con kia nó không có gạt. Thôi thôi, ăn không ăn đâu. Trong một nhiều cá, cô trong nhiều cá đó. Cho cái mai. Lấy cho anh kia. Ơ kìa. Ăn đi cưng, ăn đi. Ở đây người ta bắt cá dùng nhĩa hay là dùng cái gì? Cái này có cái gì đâu. Ăn đi. Ăn ừ, nó cho lại cay. Hít phát rất luôn đấy ạ. À, không cay. Chưa có mùi. À, thank you. Mùi tạp nó cay cay tí. Vâng ạ. Đây là huyện Chợ Gạo. Hiện giờ thì buổi sáng, các bác biết rằng là hôm qua thì Thắng được chú Huỳnh Tấn Đức và gia đình, vợ chồng chú ra đón anh em ở ngoài sân bay, rồi là đưa đi ăn trưa, đưa đi ăn tối. Và sáng nay Thắng mới có thể review được toàn cảnh ngôi nhà của chú. Buổi tối ngôi nhà của chú rất là đẹp đấy, ánh sáng những thứ được trang hoàng rất là lộng lẫy. Ở đây chú có khoảng gần 6.000 m² làm một ngôi nhà đấy. Và các bác nhìn thấy là phía này vẫn còn nữa. Còn phía này thì các bác nhìn thấy là vút hết tầm mắt luôn đấy, hàng rào nhà của chú đấy, nguyên hàng rào xung quanh nhà chú rồi, chắc là đã đủ xây nhà của Tất Thắng rồi. À, nhà của Tất Thắng nhỏ nhỏ, tại vì là cái mặt tiền của Tất Thắng nó chỉ có 14 m, mà đây các bác nhìn thấy nó khoảng hơn 60 m mặt tiền, rất là rộng. Hậu thì nó đang ước mơ có một ngôi nhà như này. Nó không cần ước mơ ngôi nhà như này, nhưng nó chỉ cần đất rộng như này ở Hà Nội. Các bác thấy là nhà của chú rất đẹp. Và Thắng phải nói rằng là chú Đức là một trong những người mà
để Thắng bén duyên đến YouTube thiện nguyện thì nó cũng phải có một cái câu chuyện để kể. Và sau 5 năm và Thắng được gặp chú Đức như này, Thắng phải cảm ơn chú Đức rất nhiều, cảm ơn gia đình chú Đức. Và cũng qua mạng 4.0 thôi mà các bác biết rằng là ở một đất nước khác, rồi là ở một cái vùng đất khác, một chỗ rất là xa xôi mà chú cháu có thể kết nối với nhau và giúp đỡ được người nghèo, để Thắng truyền tải những cái số tiền mà chú đã giúp trong suốt cái quá trình không biết bao nhiêu ngôi nhà ở tại Hà Giang. Và hôm nay được vào tận đây, vào nhà chú, Thắng rất là vui và phấn khởi. Sau 5 năm Thắng được gặp chú. Mọi lần thì chú cháu chỉ nói chuyện qua Messenger của Facebook. Đấy, và hôm nay thì Thắng đã được gặp, và tối hôm qua thì Thắng đã được ngủ ở ngôi nhà của chú. Rất là tuyệt vời. Ở đây thì hôm qua chú cũng cách đây 2-3 hôm thì chú cũng có trao hơn 100 phần quà ở đây tại nhà chú luôn, qua Hội Chữ Thập Đỏ của huyện Gò Công. Ở đây là chính là huyện Gò Công của tỉnh Tiền Giang các bác nhé. Đấy, và nhà chú này ngự ở cái khu vực này là con đường cũng khá là rộng, và có rất nhiều ao hồ và những cái đồ xung quanh. Và xung quanh của nhà chú này tứ bề luôn là trồng hoa các bác nhé, rất nhiều hoa. Đấy, Hậu là nhìn thấy hoa với cả đất đai này là nó lại phải tăng tốc lên khoảng 50% nữa. Đấy. Ngay sau lưng Thắng đây thôi là một cái ao mà rất nhiều cá và rất nhiều trái cây. Tí nữa các bác vào để thưởng thức trái cây ở trong đấy, nhiều cây, nhiều hoa quả lắm. Hoa quả thì sai xúc xỉu luôn. Đấy. Còn đây là ngoài này là trồng các loại hoa, hoa dừa, hoa diếc rất là đẹp xung quanh nhà luôn các bạn ạ. Còn chỗ gần đến cổng này thì là chú để trồng để xe nào cho khách đến, hay là để xe. Thấy các bác thấy hàng rào khủng khiếp không? Dài. Trong này ngôi nhà ở khu này thì người ta nuôi rất nhiều cái con chim yến nhỉ. Vâng. Đấy, từ sáng ra nó đã kêu chí chóe rồi. Nhà nào cũng thấy nuôi. Và nhà chú Đức thì cũng nuôi con chim yến này. Đấy, chim yến này là một trong những cái loại đặc sản của cái khu vực này sao. Và chú ấy nói rằng là nuôi con chim yến này là nó không có ấy gì cả. Đây là ngôi nhà của chú xây từ năm 2015-16 gì đó. Đấy, Thắng nhớ không biết rõ. Một cái biệt thự rất là đẹp và rộng ở trên một cái khu đất lớn. Từ cái phía này trở đi các bác nhìn thấy là hàng rào tứ bề xung quanh. Ở đây thì chú có làm một cái khu vực mà để cho gọi là non bộ. Đấy, có tí nước phong thủy, cá mú ở đây. Đấy, bên này thì có một chòi các bác nhìn thấy ấy. Có cả biển trao quà hôm trước kìa. Đi vào trong này Hậu. Vâng ạ. Hậu mê nhất ở nhà chú Đức cái gì? Em mê nhất là đất rộng. Đất rộng. Đây là ngôi nhà của chú Đức. Nếu mà các bác đi theo cái đường hành lang bên này thì còn đi nó còn hun hút ra. Đấy, tối hôm qua Thắng đi vào nó hun hút rộng lắm. Đấy, đây là khu vực trong ngôi nhà chính này. Đấy. Trong này thì chú có bày những cái đồ để tiếp khách. Gỗ mun đấy. Gỗ này là gỗ mun nhỉ? Vâng. Đấy. Hơn 300 triệu. Bộ này á? Vâng. Em hỏi rồi à? Em hỏi rồi. À. Ở nhà anh Gia em cũng có một bộ này mà. Ừ. Tối hôm qua Thắng đến đây buổi tối muộn rồi. Được chú Đức đưa đi chơi rồi là về. Xong bắt đầu là mới đi vào những cái chỗ để chơi ở khu vực này, ăn cơm ăn uống xong rồi về muộn là tắm rửa là đi ngủ. Hậu là biết bộ này là 300 triệu hơn đấy. Hơn 300 triệu. 380 à? Vâng. Thế bây giờ chắc nó phải đắt hơn rồi nhỉ. Vâng. Đấy là mua lâu rồi mà. Cái tay này nó to rồi. 2015-16 tay này chắc là nó rơi vào khoảng tay 20 tầm đấy nhỉ. Khủng khiếp đấy. Đấy, đây là gian khách này. Đấy, còn đi xuống dưới này thì tối hôm qua Hậu là ngủ dưới tầng 1 với cả cháu Linh nhỉ. Vâng. Đi xuống đây. Đây là cũng là một cái đôi lục bình cũng to. Cũng này như kiểu gỗ không phải thủy tùng đâu chứ nhỉ. Cũng mun. Mun à? Vâng.
và họ ngủ đây. Ở dưới này thì có một bộ sofa nữa ngồi. Đấy, rồi là bộ bàn ăn. Bên này là bếp. Nhưng mà chắc là bếp này thì ít khi là có sử dụng, đúng không nhỉ? Yeah. Chỗ này là kiểu để đồ chuẩn bị nấu ăn đấy. Đây là bàn quả. Đồ đạc. Bếp cũng rất là rộng. Đồ đạc. Bếp xung quanh. Đi xuống dưới này thì các bác sẽ thấy rất nhiều những cái khu nữa. Như bên cạnh này cũng có nhà này. Bên cạnh phía bên này cũng có nhà này. Bên này cũng có nhà này. Rồi là cửa thoát hiểm này. Còn bên này là khu vực mà để cho anh em hội hè rồi bạn tiệc này. Đấy, có karaoke này. Đấy. Ra phía ngoài này. Đi sau. Ở ngoài này thì các bác thấy là gia đình chú Đức có một cái chòi rất là đẹp. Đấy. Chòi này là ngồi để uống trà. Đấy. Cho cá ăn, cho nó quẫy. Cho cá ăn. Con là chú. Đây. Các bác xem là đâu đâu bên nào đấy ạ? Đấy, bánh mì. Đây bánh mì đây. Đấy. Chuẩn bị quẫy. Quẫy. Úi. Đấy, úi. Ô. Đấy. Đá đây. Con này nó biết nhiều ngoại ngữ lắm đấy. Còn loại này ăn cả chuối thôi. Chuối này là vứt cả vỏ luôn là chú. Ôi dồi ôi. Đớp luôn. Ôi dồi ôi. Kinh thật. Quay ghê quá. Khỏe. Quả chuối lên phát đớp mất luôn. Cá rô phi á. Cá này là cá xuất khẩu đấy phải không chú Đức nhỉ? Đúng rồi, cá cha đấy. Phải không nhỉ? Đây ạ. À? Cá da trơn đấy. Em ra em sờ xem là nó có cho sờ không? Đều cẩn thận rơi đấy. Ê ui, nó cắn luôn. À? Nó cắn giật luôn. Mình à? Sợ rồi. Hay là nhảy lên đớp luôn nhỉ? Nó đớp mình luôn, sợ quá nhỉ? Ui giời ơi. Bọn cá rất là bạo nhé. Đấy, không sợ người. Mình sợ nó đớp mình ngay. Đấy, đớp luôn. Ra. Ấy ui. Đang sợ quay nó đớp. Ôi giời ơi, nó còn biểu diễn luôn như này, ngửa. Mình di chuyển về vị trí. Ôi giời ơi, ăn cả cái bánh mì luôn. Quấy ghê thật. Đây là bữa sáng của cá. Tí nó cho uống cả sữa nữa. Ăn bánh mì sữa. Bánh mì sữa. Ôi giời ơi. Ghê quá. Được đấy. Ôi. Con này nó dạn quá chú nhỉ? Ừ. Mình sờ người phát nó từ, hôn mình ngay. Từ lúc là chú thả giờ là chú không bắt nó đúng không? Không con. Nếu nó lỡ, ví dụ nó bị trúng thịt con nào, cắt thì chú đem lên chú chôn trên cây đó. Chôn luôn trên cây kìa. Đúng rồi. Nhưng mà hiếm lắm con. Vâng. Quăng chỗ này xa xa sang chỗ kia có cá. Không, nó không ra đấy đâu. Ra luôn, nó ra là hết rồi con. Đó. Đấy, buổi sáng cá ăn các bác thấy à, thấy đớp như cá mập luôn. Úi, úi. Này. Con to ở đây nó phải rơi vào chục cân các bác. Chục cân. Ừ, to thật đấy. Mình cá sướng quá. Ăn này. Nó phải đến chục cân một con. Ở dưới mấy cá mới bự. Thế à? Nó không lên đớp à? Ăn đi. À, đớp luôn cả cái bánh mì luôn. Đúng là cá là ăn bánh mì và uống sữa buổi sáng thật.
mình đốt chòm chọp chòm chọp thôi. Coi như trong vườn này có bao nhiêu trái cây là ta ăn hết á. Trái cây ở khu này đấy ạ. Đó. Ăn hết. Đấy ạ. Ui dồi. Đấy. Đấy. Con đưa con nút nó lại ăn luôn. À, lên đây. Đây, 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 những đây, cái đây. Con ở ngoài kia mới to kìa chú nhỉ, nó đớp lộn nó cũng lộn sống á con. Vâng. Đây hái một ra. Cùng tí mình sang bứt dừa mới cả trái cây luôn. Ở đây là rất nhiều ấy, đu đủ này, bầu này, mít này, đu đủ chú có mấy quả mít chín thơm dừa này ra tận ngoài đường luôn. mấy quả kia là chín hết rồi, bọn con đứng ở vâng. Ngoài kia là ngửi thấy mùi thơm rồi. Thơm ra tận ngoài đứng đường ở hàng rào á. Vâng. Xoài nữa. Dạ. Thế à? Vâng. Cái đi hái anh ơi. Làm tí quả đi. À bên này nữa mình còn chưa sang này hậu ơi. Đây, còn một cái chòi này uống trà, chòi này uống rượu. Bên này là uống rượu à? Đây, dừa. Toán loạn luôn. Chim đẹp quá nhỉ. À, chỗ này là để ngồi một chỗ ngồi nữa. Đây. Đây, khu này. Đẹp, rộng. Đây, vú sữa này, chín hết rồi này. Đấy. Ngoài này là vườn nuôi cây con gì nữa anh? À, ở trong đó cây kho để đồ. Để đồ à? À đây, ngoài này là nuôi gà lôi à? Úi dồi, này. Úi dồi, trái cây đã đời không? Wow. À. À, gà lôi. Con này ăn nó ngọt nhỉ. Yeah. Như chim. Đây quả roi đây. Vào đây đi. Roi. Ừ. Sai không? Đây. Cái này là bóc túi ra hái luôn ạ. À? Anh. À. Chùm này là chưa chín ạ. À? Dùng này chín rồi đấy ạ. Làm luôn. Nước này là lấy từ sông vào chứ. Sướng không? Tí mang về chén luôn. Ngồi kia chén. Trong này nhà chú đu đủ mấy cả trái cây trái chín rực luôn. Này hậu này. Dạ. Làm luôn đi em ơi. Cho ngọt. À, cái này chắc là không phải rửa đâu. Chín rồi. Bụp luôn. Có gọi. Đầy rất là sướng. Ok ạ. Thằng Linh ơi, thèm á. Bắt tay rồi. Ngọt. Trái cây. 5.000 m2. Quá rộng. 5.800, gần 6.000. Xoài cũng nhiều đúng không anh? Là cái cây vú sữa đắng kìa. Ôi, nó cây à. Cây vú sữa kìa, quả tài chín. Quả nhiều lắm. À. Hôm nay hái nó cũng cá rồi, mà giờ còn chín được nhiều. Vâng. Ui, coi bước 3 chùm rồi anh ạ. Ôi dồi ôi, ừ. Một chùm còn đi bứt quả khác nữa. Chục quả luôn. Đây, đó, bác B. Ôi dồi. Làm mấy quả đu đủ nữa nhỉ? Bên này có đu đủ không? Đây. Hậu ơi, sao bên này em ơi? Vâng ạ. Nhiều quả lắm. Đây là dừa. Dừa thì bứt cây nào anh? Được, có nào đó lần mới hái hỏng chưa có nào xem cây nào sai quả mất không làm giống này dừa thấp anh nhỉ dừa lùn nữa dừa bị teo rồi teo à
dừa để khô luôn. Ăn à, hết. Mít chín luôn. Ôi. À. Mít này chắc luôn. Đây chắc là mít mít ta ấy. Nhìn đẹp thật đấy. Này ông sự taxi dù không đi này. Dã ớt. Ớt này. Đúng ớt đấy à. Đúng nhà chú Đức. Trong này cái gì cũng có thật. Ôi táo này. Chín rồi. Cây kia kìa, cây kia quả to kìa anh kìa. Dừa ấy. Ôi dồi, 8 quả dài thế. Làm quả 12 hết rồi. Thế ạ. À. Này Hậu này, làm quả đi em. Ăn cho nó mát gan. Úi dồi. Xem làm ấy. Quả to nha. Ngon. Quả này bị hơi ủng rồi. Ăn quả khác. Ngon. Được. Được, ngọt đấy. Cẩn thận không có quả có tôn ngộ không ấy. Cam. Đây là dưa leo. Dạ. Dưa này á? Dạ. Ừ. Có như kiểu là mướp ấy nhỉ anh nhỉ? Không, nó dưa gan đó là nó để chín này. Ăn luôn đấy ạ? À? À. Quả dưa xoài. Trái cây nhà chú chỉ để cho cá ăn. Nhà chỉ có quá nhiều. Đây xoài, xoài chín nè. Cây này có quả nào chín không anh? À. Ô, quả đó vẫn à, xanh mà chú. Không, này trái thái rồi, trái thái này, à, này ăn là. Như này ăn rồi ạ. Ngọt cực kỳ luôn. Bóc chén luôn á. Đúng rồi, đâu có thuốc men gì đâu, cạp mà. Cắn luôn anh. À, ui, ui. Chín thật. Ừ. Chín thật đấy. Ngọt lịm nhỉ. Ngọt không? Được rồi. Kia hai quả kia nữa kìa. Hai quả đó không có đồng thọc, có đồng thọc, hai quả là tới. Hậu bất quả đấy ngon ăn. Rồi em đang ngọt lắm mẹ. Đang chiến quả cam này phát. Quả cam cho cá ăn cho nó cay. Ấy, hai quả này. Ui, kìa, Hậu kìa. Vâng, em xin anh nhá. Bạn là Linh. Như này nó chín tí nữa là nó bị ấy hết nhỉ. Đúng rồi, đúng rồi. Rụng rồi đấy nhỉ. Đúng rồi. Như này là ăn là tầm nhá các bác nhá. Được luôn anh ạ. Em nghĩ là ngon hơn quả anh ạ. Ngon hơn. Đúng đi vào trong này, trái cây chú Đức bảo cho con ăn miệt vườn luôn thật. Ngon. Ngon. Quả này chín rồi đây anh. Như này mà chưa chín không? Bên kia còn nhiều lắm. Ui, quả này thì làm kiểu gì ăn? Dằm nước đá. À, dằm với nước đá. Cho ít đường vào. Đây là cải, cải này mà quấn lá thịt bò ăn thì đỉnh cao. Thế nữa mà chú Đức bảo lấy sườn ăn, lấy cái cải này quấn mấy cả thịt bò, thịt thịt bò nước ngoài chú mang về. Ngon. Được. Rau các kiểu. Đấy. Bên kia là nuôi nuôi con yến. Con yến đấy nhỉ? À. Anh nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là cái tổ nó đấy à? Cái tổ nó cứ lòi lòi ra trắng trắng đấy à? Không không, cái đó là làm cho cái đó là cái cho nó thở, thoáng khí. À. Cho nó thoáng. Rồi. Ừ. Mướp bầu xài thế. Này không lấy ăn. Quý nhỉ? Không ăn hết. Cá lên đớp. Cá ở đây chỉ ăn hoa quả và chú nên là không không có thịt cá. Này, dưa này. Ui dồi. Đi cẩn thận dẫm vào dưa. Vâng. Dưa nhiều quá. Ăn quả xoài. Quả xoài này không hiểu sao nó chín một nửa. Một nửa nó lại lại cứng. Thế à? Đây là quả đu đủ à. Quả này ăn chắc ngọt. Mình ăn chỗ chín còn chỗ sống mình nhường cho các bạn cá.
Vâng. Ui dồi, quả này mà mấy cân nhỉ? Quả dưa này. Dưa này tên là dưa gì nhỉ ông anh? Dưa gan ạ. Gan, gan. Gan á. Gan tay ấy. Đúng rồi. Để em, cái này có khả năng em có chiều cao hơn đấy. Đúng rồi. Cầm đít xoay phát là... Đây là không có thuốc men gì đó. Không có thuốc men gì. Cầm cho quan bác. Ôi dồi, được ạ. Chỉ thua... Tại vì ở đây là chỉ có trồng... Ui dồi, cây này này. Ui dồi, quả này. Tiếp vô, quả này quả gì nhỉ Hậu nhỉ? Trước mình... Quả cóc thôi. À, sinh viên hay ăn quả này đây. Ừ. Ui dồi, chín hết rồi. Ừ. Dạp hết đất. Cái quả này chín là ngọt nhá em ạ. Vâng. Quả cóc hay bán ngâm với ớt đây. Ừ. Dừa bứt cây nào anh? Dừa ấy, mình bứt cây nào? Cây nào cũng được. Anh ấy già nó khô, không qua không qua đợt nó khô. Thế à? Bỏ không á. Ừ. Hai đồng áng. Ủa, cây xoài này xoài gì quả khiếp ấy. Dạ? Xoài Úc sao anh đúng không? Ui hồ, em thích. Này, đúng rồi. Linh này, ui rồi, chín rồi này. Quả này thì em không ăn được đâu. Bà chỉ ngủ chứ bà không ăn à? Bạn đi em, bạn nào Hậu? Ui chín rồi đấy. Ui hồ. Thế là phải cho một quả này phải bằng nguyên một bàn tay mình. Ừ. Phải hai người ăn mới hết, người ăn không nổi. Quá to. Quả này chín rồi đúng không anh? Đó, ê, mềm mềm á. Mềm không? Nó chưa đâu. Chưa à? Cái này bằng lửa cái mặt của mình quả xoài. Này nó cho cá. Ngọt quá xoài, không muốn vứt đi. Bên này nữa. Bên này là mít chín rồi đấy. Ngoại ngửi thấy mùi thơm à. Thơm phức ra tận đường luôn. Đây. À đây này, ui dồi ôi, rụng hết dưới này. Quả lứt này là ăn được, em nghĩ thế. Đây quả này chín rồi. Đấy, lứt hết cả mắt ra rồi. Mắt căng ra rồi. Không, nó ngửi ở hai quả này thôi. À. Bay ra thôi. Nhiều trái cây quá. Bên này nữa. Ớt đây thì không thiếu. Đây là củ cải. À, củ cải ạ. Ui dồi. Cũng nổi lên có kém gì ấy đâu nhỉ? Ừ. Nhẩu luôn. Cái này là củ cải trắng. Nó cũng nổi hết củ lên. Cho cá ăn. Cho cá. Đó. Úi. Rồi. Xoài này. Ui dồi. Nhiều đã đời. Đấy, đi từ cái đoạn đường này nó cũng hun hút ra. Ao lại rào một lượt riêng nhé các bác nhé. Ao rào tường rào riêng, bên này nhà riêng. Chanh, tứ quý, nhãn, bưởi, đủ các loại quả. Bây giờ mình về bứt quả chanh leo kia nhỉ? Mít tô nữ. Mít tô nữ này ăn ngon lắm ấy anh nhỉ? Cái gì? Mít tô nữ. À, mít Thái mà. À, chùm này chín rồi. Ngoài ăn mấy quả no. Giờ không ăn được nữa rồi, chịu. Có quả nào nó già rồi ấy. Ui kìa kìa, ngoài kia già đen xì. Kéo hết hạn sử dụng rồi ấy. Ờ, ấy, đấy, đấy. Ui dồi. Đây. Nè. Quả này. Đây là người ta gọi là miền Tây rồi chứ nhỉ? Miền Tây ở đây nhỉ? À, này, sai. Mít. Từ đây sang Cần Thơ bao xa nhỉ anh nhỉ? Chạy cái trường nó tầm 3 tiếng. 3 tiếng sang Cần Thơ. Mít nhiều. Mít này người ta gọi là mít mít Thái đây đúng không anh? Thế ạ. Rất ngọt. Đây cây vũ sữa này quả cũng khiếp này. À, Hậu ơi này, dạ. Vũ sữa này ăn đi em ơi. Ừ. À cái này phải mang làm nước uống chứ nhỉ? Phải không nhỉ? À. Lặn lặn là ăn luôn đấy. Lặn lặn ăn luôn á. Vâng. Đó là ăn nào. Đây.
cắt đôi xong đúng rồi là... cứ xe là núp thôi. Ừ, nó ngọt lắm á. Vú sữa là phải bóp. Không có hả? Không có, nhưng mà nó làm sao nó to nó mọng như này. Lặn cho lát ra. Quả nó yếu yếu. Me me. Trên này nè. Đó. Úi giời kìa. Hai quả keo được cân. To. Ừ, sai. Sai thật luôn. Thôi bất vậy chiều lại bất tiếp ăn được. Hết không? Để nó tươi. Đất đây nó tốt. Ừ. Trồng cây gì cũng. Đất đây chẳng có gì ngoài hoa quả nhỉ. Ui còn bên này nữa mà vườn rú hết sang bên này nữa mà nhỉ. À, dài tới thằng nắng. Ui giời, dài đằng đẵng ra bên này. Khủng khiếp. À đấy, quả xoài kia chín rồi đấy. Ô. Đây. Ô. Quả đấy là ok đấy. Quả này đúng tầm này. Ăn là luốt cả lưỡi ấy. Rộng thật. Có 6.000 mét vuông nhưng mà mày cứ khen rộng. À, nhãn. Đây nước mía là cô bảo là vào đây cho Thắng uống nước mía no. Thế ạ? À? Trái cây vẫn còn bị thất bại đấy ạ. À? Ui giời, trùng nhãn rồi. Ui. Quả nhãn to. Ui giời, nhãn lồng, nó chín. Nhãn lồng gặp nhãn này là bằng chú luôn đấy. Ừ. Chú anh. Thế sao? To. Họ có mà. À, quả này. Mọng. Mọng. Ủa. Hoặc. Ngọt như nhãn ấy. Không biết tả nào. Đây về kia ngồi ăn đi anh ơi. Được chưa? Đủ chưa? Ổi nữa à? Nhiều ổi thế. À, ổi to. Nào. Chơi chưa? À, ăn chơi không sợ mưa rơi. Vườn rộng sướng thật. Tiếc là Thắng rủ cô dự đi nhưng mà đây là anh hai quả kìa. Úi giời. Có nhiều quá rồi. Cô dự đi nhưng mà cô dự lại đi Nepal đi nước ngoài mất không xuống được đây, chú Đức chú mời xuống nhà chơi. Cô dự nhưng mà cô dự lại không đi được. Tiếc quá. Trái cây miệt vườn. Miền Tây quê em. Chú ơi, con bất hết quả nhà chú rồi. Đây, toàn là quả to. Toàn quả. Con thấy vậy đó, con hái hoài cũng không hết. À, quả to, xuống. Thử cho con ngọt lắm. Ngọt thật. Đã đời luôn. Còn cái khế này con chú ý nữa nè. Cái khế, vâng. Đấy, có mấy quả mọng. Vâng. Quả này cô ấy cứ gọi là quả mận nhưng ngoài con gọi quả roi đấy. Roi. Roi ấy. Có mận rồi. Đó. Thôi đi con. Ok. Đang quả xoài. Có mấy cái bưởi bưởi nãy không luôn. Dạ. Cái giống này có mấy cái bưởi luôn. Hái rồi mà đây này chú, hai quả đây này. Bưởi con, bưởi. Bưởi á. Chiều hái tiếp. Đúng rồi, chiều hái tiếp. Hôm nay không ăn được hết rồi. Nhiều. Vâng ạ. Đấy. Chín chín đen rồi. Thế đi con, thử cái mặn chơi. Vâng. Thử cho biết. Mặn nó rửa rồi đấy. Con vừa con ăn tại cây luôn này, ăn ngọt thỉu luôn. Ừ. Ngọt. Được rồi đấy. Cô chú ăn đi. Mọi người ăn. Dạ. Ăn suốt rồi ạ. Cho cá. Cái lần cho cá rồi. Cho giáp làng rồi xong. Trái cây thì chỉ có cho cá ăn. Người rất là sợ luôn. Quả ăn ngọt mà hậu à? Vâng. Ừ. Đây rửa rồi. Nói chung là tất cả cái này cái nào cũng ngọt hết. Vâng. Hỏi cũng ngọt hết rồi.
to gấp đôi quả đấm. Wow. Không ngay à? Cú sữa. Cậu anh kia tay vô vậy, quả kia tay vô vậy, mận. Đúng rồi, cái đôi nữa. Cái này vô nhắc thì dưới ghế nữa con. Cái hàng cá. Anh nói có con dao là em mượn cái nhỉ? Cái này con ăn không có ngán. Vâng. Chú bán hàng cá kia là cá gì chú? Trong lau à. Ờ. Trong lau cái ngát cá nó cũng là đặc sản của miền Tây này đó. Hàng ăn quả này em? Ở trong ao này chú? Không, ao này cá này. Ông xoài này. Cá này cá thường thôi. Bổ xoài ăn này, ổi đây. Ui dồi quả ổi, hậu bóc quả này đây này. Bạn bè đem tới tặng không ăn đủ kịp đâu. Ôi ăn quả này khả năng không ăn được cơm. To quá. Nó căng hết cả dưới bóng rồi, phải xé ra. Chính xác yêu sữa cho mấy đèn là ngon lắm luôn. Thôi được chứ. Dao trong này toàn dao đỏ đỏ với tím tím. Dao nó cũng chín. Dao nhỏ để trang trí. Hôm qua chú đưa con dao tím ngắt. Úi. Ồ, hay. Đây là con mang ra con rửa qua qua cả. Này càng có sai rồi. Không cần đâu. Đấy. Không cần đâu. Quả này không cần đâu. Đúng rồi. Quả này, cái nào này không cần. Ừ. Em cắt cái đầu đi cái là được. Cái này là không có thuốc men được. Bổ ra để ăn không tí nữa mà em mang đi rửa ấy, mà ăn nhạt nên chú Đức chú bảo tại mang đi rửa. Bảo đảm con trong này trái cây trong này không có loại trái cây nào mà lạ. Không nhạt được, không. Muốn nhạt cũng không nhạt được. Tại hồi đó chú đổ đất này là đất tốt. Vâng. Đất từ đất ruộng nó lên đất cứ xốp lắm. Thành ra trồng cái gì nó cũng ngon. Cái này ăn không sợ sệt luôn. Phải là nguyên thủy, nguyên thủy. Con mời chú nhé. Không, con ăn đi thôi. Con ăn đi. Chú ăn no rồi, chú lại vứt cho cá ăn. Cô còn cầm miếng cho cá ăn. Xôi này nè, ngọt lắm nè. Vâng. Con vừa ăn một miếng rồi. Và ăn nguyên một quả. Ngoài mình là bằng này là bao nhiêu tiền hoa quả luôn đấy. Miếng mà nó ngọt. Nhiều tiền lắm. Vài trăm nghìn tiền hoa quả luôn. Hoa quả chuyển ra miền Nam. Ừ. 5-700 luôn. 21 đi ngoài con. Vâng. Coi gia đình ngoại thích cái nào để cho chú vô thùng ngoại ăn. Chắc quả này ăn được. Quả này ăn ngọt hợp lý nhá. Quả này cái cây này chín chưa hái phải không Vinh? À. Hái khác đi. Chín quá. Tốt khác đi. Vinh. Già quá. Chắc nhà mạnh có là chưa đụng tới phải không? Cái này hả? Ừ. Quả này là tốt rồi, nó già. Thế nào sử dụng? Bỏ cái khác đi. Chiu. Anh không ăn rồi bỏ vậy đó. Cho cá. Cho cá luôn. Nói chung là cá ăn nguyên dược cái cây này. Vâng. Tại có người đâu ăn. À, ăn cá ăn mít nè, ăn xương đủ nè, ăn xoài nè. Cá ở đây ăn sang nhỉ? Cá ở đây là thuốc. Nhưng cái này cái gì? Wow. À. Cá này cũng ngon. Rượu ngon. Ngon lắm. Rượu. Cái này dầm vào mới thơm phức. Quả nhìn nếu mà ai không biết tưởng quả mướp già. Thơm phương phức. Rượu ngon là tình năng với đường. Vâng. Hình như ở ngoài con là nó lại loại tròn tròn nha. Giống như là cái bầu nữa. Ờ. Cái bở đúng không? Nhưng mà trong này đúng là đất phải nói rằng là trồng cây gì cũng tốt. Khí hậu nữa. Hôm qua đến vào Sài Gòn ấy thì thời tiết nó nóng bức. Nhưng mà về đến đây là thời tiết phải nói rằng là gió lồng lộng luôn. Quả này là khoảng tầm độ 3 quả được cân. Em nghĩ chỉ hai quả thôi. Hai quả. Yeah. Quả nào thơm phương thức. Vâng. Chú. Kêu cái hay là con sáo nhỉ? Yến. Đấy đấy. Đó, Yến. Yến ạ. Của nhà chú nó khoảng bao nhiêu tổ? Không hay là không biết được. Không biết được quá. Nếu hôm nay Yến hôm bữa mình lấy xuống đó. Mình đặt lông rồi nó bỏ hộp á. Đừng có 6 hộp lộn gì hết. Có này là hộp con gà đó. Đó là của nhà đó. Dạ. Nước nó kìa. Yến này là đắt lắm.
Cái này cực đắt. 30 triệu một cân. Đợt trước là hàng cô Dự gửi cho anh nhỉ? Phải không nhỉ? Yến ơi. Hay là ai gửi cho anh nhỉ? Hôm rồi con ghé nhà cô Dự là cái bản Yến là chưa có lặn. À. Nó còn nguyên thủy, nó chưa có nó dính lông nữa. Đó. Hôm đấy cô Dự nấu cho ăn mà. Đúng rồi. Vâng. Chú coi cái clip đó. Vâng. Con chú ở đây thì làm sẵn hết rồi. Làm sạch hết đi rồi ạ. Giống dạ. Người ta bán vậy đó. Sáng nghe bọn này hót nó vui tai chứ nhỉ. Ngồi làm đạo chị, là ra việc á. Chị về ngồi đây là lạc lâm cho chú. Thế à? Ừ. Lạc đó cực lắm cưng ơi. Cưng nhỉ. Đấy, 130 triệu. Thế à? Anh hai đợt Tết này lên là yến sạch là 40 rồi đó anh hai. Đợi bữa rồi. Quả này cũng già rồi đấy. Ngọt lắm. Trong này gọi bưởi da xanh nhé. Nhờ chú nhỉ? Vâng. Có bưởi to quá. Già quá rồi. Đấy. Này. Bây giờ tôi chỉ còn cái hên xui rồi, tại không ăn cứ để bỏ lên cây. Mía kia là chú mua nước ấy về là cứ ép nước mía để uống thôi. Có máy ép nè. Ờ. Từ từ rồi cho con thưởng thức cây nhà lá vườn. Ừ. À đây ạ. Của nhà. Ui thôi trời đó. À trông nó cũng khác yến mua đó chú nhỉ. Cháu mua yến nó khác. Cái này là nguyên thủy luôn đó con. Cái này. Không sao đi. Nhưng mà đây là người ngồi bể nhặt nó lông nó ra hết đi rồi đấy ạ. Nhặt hết trong mình ấy lại mình phơi phơi quạt á. Nhìn như miến ấy nhỉ. Ừ. Nhưng mà đây là thực ra nó là nước bọt nhé. Nước bọt của con yến. Nước bọt của con này. Cái này nguyên chất đấy. Còn cái kia ta pha còn mình mua về không có bảo đảm. Vâng. À nó còn pha nữa cả. Đâu nó pha chứ nó đâu có để nguyên tỷ gì nó bán đâu. Thế à. Cái yến mà vàng vàng này nó cưng là yến nó già yến. Thế à. Yến mà trắng tinh nó là yến non. À. Yến này còn vàng vàng nữa mới cả trắng tinh nữa. Nhưng mà như con nhìn thấy như này là nó là loại trắng rồi đó. Đúng không nhỉ? Coi như nó có nhiều dạng lắm, ví dụ người ta hái nếu mà trắng nữa người ta đánh ngã non là tiễn nó không có tốt. Dạ. Còn non nó chưa có dày. Vâng. À, ví dụ mọi người làm người ta dư giả hoặc người ta không có cần thiết, người ta để già người ta mới dở. À. Đó, nó nguyên chất đó. À. Còn mấy cái mình mua ở ngoài nó để giống như là cái nó ngã than. Hôm của cô Dự ăn là nó còn thấy cái sợi lông nhỏ nhỏ mịn mịn. Cái đó là ấy nét không? Vâng. Chưa nhặt lông kỹ. Con thấy có lông là hơi mịn mịn đó, đen đen. Đúng cái này thì nhỉ, sạch quá rồi nhỉ. Không còn thứ gì nữa. Vâng, nhưng mà đây là một cục nó là sẵn như này hay là mình lại vê vào nó như này cơ? Mình là xong mình làm mình bỏ ra mình để mình phơi mình cục cho nó khô á. À. Chứ không phải là nó cứ thành vo viên này sẵn rồi xong mình nhặt đi đâu. Không, nó sợ. Quả bưởi này nó dài quá. Ừ. Cái này mà phơi đâu khô là nó rèn luyện sức làm khỏe áo đi. Chống đạn đó chú nhỉ. Phơi khô ép vào làm áo chống đạn, bắn không thủng được. Dài. Làm chè bưởi á. Quả này mới ngon này, quả thơm phương phức luôn. Bảo đảm con. Vâng. Con gọi anh đi, bảo đảm con luôn. Quả này thơm, nó tỏa ra mùi thơm, quả này mới quả này tỏa ra mùi thơm này, hai quả. Chú cây gì cũng to già, yến già. Ủa. Cái nhà nó vườn đồng có ăn chơi vui. Ủa anh vẫn bất ổn đó. Để chiều lại đi bất tiếp không ấy. Chiều không. Bất buổi sáng nó mệt quá. Nghỉ lấy sức cái chiều bất tiếp. Kiểu nó tan luôn. Ừ. Nhiều nước quá chú. Ngọt. Chép này to mà. Là thằng Linh mới ăn quả này này. Rồi. Ừ. Ngày sáng ra nhà chú chỉ cần ăn lửa quả bưởi hoặc là độ một quả ổi là thôi. Ừ. Là không có bưởi mấy chuối các quả vứt cho cá ăn chơi. Rồi thì cảm giác ngọt hơn ngoài mình. Ngọt hơn nhiều. Ừ. Ăn ngọt thỉu luôn đấy. Trước khi chú trồng cây roi đã trôn hơn 2 tạ đường với gốc rồi. Mm.
Được không? Ngon rồi. Hấp dẫn nhỉ? Được. Nó mất rồi. Ăn sáng cách đây xa không chú? Sao không? Mà ăn sáng cách đây xa không? Sáng 15 phút. Thì xã Hồ Tông đó không? À. Con có tới xã Hồ Tông rồi phải không? Vâng, con đi qua nữa. 15 phút. Chắc con ở nhà con không đi ăn nữa. Nó gì lo, sáng con đi nấu lòng đó. Ăn nước mà. Trưa lại về ăn tiếp nữa này, không ăn được. Nhiều hoa quả ăn no. Từ chiều thì mình ăn. Thôi con ăn hoa quả đấy, không đi ăn nữa. Hả? No quá. Ăn anh ăn chúng mới vui chứ không con ăn rồi chuyện bình thường với chúng. Nhưng mà chưa không ăn được nữa, để còn chưa còn ăn đồ ăn ấy nữa. Hoa quả này ăn nhiều mà chú. Từ nó giặt thôi, mình ăn tôm cua thôi. Ủa. Thịt nướng chúng ăn về. Vâng. Cá đây sướng nhỉ, chắc mình muốn làm cá nữa. Bơi ăn. Còn một tủ cá ngon nữa nè, toàn là bạn bè tặng nó. Dạ. Con có nghe danh là cá bông lau không? Cá bông lau đấy ạ. Ừ. Vâng. Lau kỹ rồi xong á. Vâng. Còn hai con mà nhìn như con cá chiên đấy ạ. Sao? Vừa để ở ngoài. Mới đem tới cho nữa đó. Đây ạ. Cá bông lau ạ. Giống cá cha đúng không chú? Cũng da trơn hả? Nó cũng là dạng dùng giống cá nheo. Vâng. Dùng cá da trơn nhưng mà cá này nó đặc biệt, cá này nó à, ngoài sông ạ. Trên sông Hậu nó về. À. Trên sông Hậu nó về. Cá sông. Từ trên Campuchia nó về. Nó về thì một năm nó được có 3 tháng. Từ tháng 11 này tới tháng giêng hết. Dạ. Cá này rất là ngon. Vâng. Cá này giờ nói thẳng là bây giờ có tiền thì tiền không có. À. Tại vì ở đây cũng quen bạn bè nó canh mấy ghe ta làm được xong á. Vâng. Cá bông lau. Cá bông lau. Hôm nay toàn được ăn những sản vật lạ. Nói chung là tất cả là cá bông lau là cá đáng giá nhất. Vâng. Bầu đây là bầu hồ lô rồi, có quả như hồ lô rồi. Nước dừa uống thoải mái, nước mía uống tẹt đô. Hoa quả ăn rồi. Con chưa uống dừa nước mía. Ngọt hết mồm luôn. Dừa nước dừa ngọt. Sợ thật. Mía vậy. Quả hồ lô kia là cá nó cũng rình đấy. Rụng xuống lại đớp luôn. Đây này, quả này cũng vứt xuống à. Úi, đớp hết luôn. Cái phát đó, nó không tự không gì. Chừa cái gì cả. Đấy, sạch sẽ, ăn nhiều hoa quả trắng hồng ra. Cái này là có nước ra nước vào không nhỉ chú nhỉ? Có máy hệ thống bơm kia đúng không chú? Có tắm đây này. À, dạ. Nước là từ sông vào không ạ? Bơm từ sông vào không ạ? Bơm ra. Không bơm tự động đó. Nó canh mặt nước, ví dụ mà nước ngoài kia nó cạn á. Vâng. Thì nó lại chảy ra, mà nước ngoài kia đầy rồi nó chảy vô. À, bơm tự động luôn. Không, tự động nó chống nước ra nó vào. Vâng. Còn cái mình đặt cái ống bơm mà mình thờ là khi nào mà hạn hán mà nước ngoài kia nó không có đem vô đây được á. Dạ. Thì mình bơm vô. Rồi. Ví dụ cái mực nước ngoài nó thấp á, mình phải bơm vô. Rồi. Còn nó đầy tự động nó chảy vô. Chuối chết rồi là tặng được. Cái nào cũng ngọt á, không có nào lạ. Ngọt, quả toàn quả ngọt. Đu đủ kìa. Hợp cây. Đường. Qua đu đủ đầy kìa. Tí sang mà lấy nấu canh đắng. Ăn thuốc mọi người. Cây xoài kia nhá là nó mọc quanh năm luôn. Đấy, có quả ra chín rồi lại ra hoa rồi lại ra quả nhỏ thôi. Nó rậu rồi, nó rậu. Hoa quả mọc quanh năm. Vâng. À, còn cái mà nó mọc ra nó mọc quanh năm. Vâng. Đấy như kiểu cây kia là chú. Đấy. Quả ra quanh năm hết quả này đến quả kia. Ừ. Sướng nhỉ. Thế lên chú lên Hà Giang chỉ có mời chú được mỗi gà đen lợn đen. Hoa quả không thể ngon bằng dê trên đấy là ăn. Ừ. Dê vừa tiết canh dê. Ừ. Ăn là phê đấy. Bịa dê. Ăn mẫu dê phải không? Vâng. Ăn mẫu dê được phải không? À.
Nhà xí một chân có đàn dê ngon lắm chú ạ. 40 con ha. Và 30 mấy con ấy, xính được cô Linh Trâm giờ đấy cho đàn đấy xong 10 mấy con, bây giờ lên 3 mấy con mà bán bao nhiêu? Ăn xính một chân nhớ giỏi. Rồi. Giỏi, ai khen nó giỏi rồi. Nhảy. Chơi con, giỏi phết. Nhìn đi một chân nhớ cầy ăn nhỉ. Con giữ. Giữ lấy xe cuốc còn làm không? Còn ạ. Vẫn đang lái. Vâng, sự béo, sự béo. Béo. Vâng. Nó cũng như kiếm xiên đó. Vâng. Thấy việc là tham gia liền. Vâng. Sự đấy cũng gọi dạ bảo vâng làm tốt đấy. Tới này cho đi múc đất. Thắng kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Hôm nay Thắng đến đây cũng rất là vui. Một buổi sáng đầu tiên Thắng ở Gò Công, Tiền Giang cùng với cả gia đình chú Đức. Ngày hôm nay thì chỉ ở nhà thôi. Đấy. Khám phá ngôi nhà của chú Đức rồi là ăn cơm rồi nói chuyện với cả gia đình chú ở đây. Rất là tuyệt vời. Thắng cảm thấy rất là hạnh phúc khi được đến đây với cả gia đình chú Đức. Thắng xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo.